Chào các bác và anh em nhé. Hiện giờ chúng em đang tới chỗ nhà chị Nguyệt ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Chúng em sẽ cùng xuống hàng để vào chỗ nhà chị Nguyệt nhá. Hàng chúng em có 3 đơn, xếp ấp đầy xe luôn các bác nhá. Kín xe. Vâng. Đấy, ở đây anh Thiện kỹ thuật sẽ cùng hỗ trợ chúng em nhá. Cùng vào không gian nhà chị Nguyệt. Đây rồi. À, gọi điện cho chồng đây rồi. Đấy, nhà vẫn đang dở công trình. Đây, chúng em set up bộ dàn âm thanh đây nhé. Ok, nhà rất đẹp. Sang thăm em, nhà em bên lớn anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau trên dòng sông đi bóng trăng hè. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. Cù sắn cù khoái mỗi chân mặt, thương anh rồi nhớ đời nghe. Cứ chiều về anh có lời bên sông, có lẽ đó xưa nay tròn mười ba. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh dàn loa karaoke nhà anh Sáng và chị Nguyệt ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Vừa rồi các bác và anh em cũng được thưởng thức chất âm của
dàn loa C12 chơi với trầm S1800, mic 321, huyền thoại 4 dâu sống khỏe cộng với đẩy X22 cùng huyền thoại các bác nhé. Ghép vào nhà ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bác.